Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhất Long Audio Hà Nội. Quý vị và các bạn quan tâm xin mời quý vị và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em thông báo lên hàng ngày, khung giờ từ 7 đến 8 giờ tối hàng ngày. Và hôm nay cũng như thường lệ, em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ giày bao hay còn bộ kéo đẩy của hãng Prozen của Mỹ. Đây, trước mặt quý vị và các bạn đây là bộ production của Mỹ, là do đèn vu xanh đấy ạ. Đây là một bộ kéo đẩy hay trong tầm giá và rất hiếm trên thị trường, gần như là ở thị trường Hà Nội này cũng rất ít luôn. Chất âm thì nó rất hay. Và bây giờ em sẽ đi vào quay chi tiết để quý vị và các bạn cùng tham khảo. Trước mặt quý vị và các bạn là bộ kéo đẩy hay còn gọi là bộ dề bao của hãng Prozen của Mỹ, AP2000 và AA2080. Ở đây là nó thiết kế hai đồng hồ vu hai bên rất là đẹp luôn đấy, và bát chép ba lăng, và đây là các đường chỉnh của các đường vào đấy. Và cái thiết kế hai đồng hồ vu xanh rất là đẹp luôn. Để mắt, đây là mặt gương này, gương kính này. Prozen 2008 này. Và bây giờ em sẽ quay cái phần sau để quý vị và các bạn cùng tham khảo, và em tắt qua cái này đi. Không ai nhớ nó chập cháy. Rất là đẹp luôn ạ. Đây, em rút bớt rồi, dây dợ đang nhằng. Prozen 2W 230V, con này điện 220 các bác nhé. Dòng này thiết kế hai cầu loa. Đấy. Và đây đường tín hiệu từ trên free xuống này. Prozen đây. AA208 này. Đấy, AA2080. Con này 200 à quên xin lỗi, con này là 500W 230V. Đấy, đánh được hai cổ loa. Và các đường vào đây, phono này, tuner video CD. Đường tương tép. Ở bên này đường dề, đường sub. Đấy, có rất nhiều là các đầu vào để quý vị và các bạn có nhiều sự lựa chọn. Và bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc để quý vị và các bạn cùng nghe thử chất âm. Phòng phủ kín tâm tư.
sâu.